Ok hello xin chào tất cả các anh em chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một cái video mới ha. Thì uh, hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một cái video đó là nói về nội tạng bên trong của em Flycam SZRC F114K Pro ha anh em. Uh, thì uh, đây là một cái em Flycam giá rẻ tầm trung ha. Hiện tại thì nó có cái giá rất là tốt như thị trường rồi ha anh em. Thì uh, anh em nào thích trải nghiệm Flycam tìm hiểu thì uh, Mời anh em xem cái video này để biết thêm được uh, cấu tạo bên trong của nó cũng như là cái khả năng độ chế của nó ha anh em. Rồi, sau đây sẽ là phần intro. <laughs> ok anh em, đây là cái phần mà mình đã tháo ra ha, mình đã tháo ra bên trong của con uh, SGRC F11 4K Pro ha anh em. Thì để mình chỉ cho anh em một vài cái chỗ đó, để anh em biết cái vị trí và cái đặc điểm của nó Để khi mà anh em tháo, anh em độ chế cho nó thì anh em phải biết được nó là cái gì thì mình mới tiến hành độ chế được ha. Đây là phần dưới của của con SGRC nè. Phần phía trước là cái cụm camera, camera gimbal này he, anh em. Đó. Rồi đây chính là cái bên trong của nó nè. Đó. Thì như anh em có thể thấy được ở đây nè. Thì cái phần mà anh em thấy cái phần màu trắng trắng cái ngón tay cái mình đang chỉ cho anh em nè đây chính là cái bộ phận ghi hình của nó ha bao gồm cái cpu ghi hình và những cái cái liên quan tới vấn đề ghi hình của camera ha anh em nó nằm ngay chỗ này nè anh em cái phần này thì anh em đừng có tác động vào nha nó nguy hiểm lắm anh em nó có những cái sợi dây cáp á rất là nhỏ luôn để nó xử lý hình ảnh anh em thì cái phần này anh em không có không có nên can thiệp vào đây ha anh em đó đây là cái phần của camera nè cpu camera đó, như nhìn ở dưới này anh em thấy cái chỗ mình để cắm thẻ nhớ này thấy không nó có phần thoát nhiệt nè nó chỗ này nó khi nó hoạt động thì nó khá là nóng ha anh em rồi trên này trên này chính là cái bản mạch của gimbal camera ha anh em đây là bản mạch gimbal của camera đó phần này anh em cũng không nên tác động nhiều luôn rất là nguy hiểm luôn nha những cái sợi dây điện rất là nhỏ anh em nó. dây điện nhỏ xíu xíu anh em ơi nguy hiểm lắm rồi tiếp theo nè mình sẽ chỉ cho anh em nè đây chính là cái phần cái module wifi để phát sóng để cho điện thoại chúng ta nhận thu nhận hình ảnh này anh em đây là cái mô đun wifi phát sóng 5, 5 GHz này ha. Ở đây nó có hai cái hai cái anten đầu ga có hai anten. Thì hai cái anten đầu ga này nè, nó sẽ nối giữa hai cái chân của cái cánh trước á, hai cái càng trước của con flycam đó, đó chính là chỗ vị trí của hai cái anten để uh, truyền hình truyền hình ảnh anh em. Đó nó sẽ đưa hai cộng dây cáp vào hai cái càng trước đó, đó, để nó truyền hình ảnh ha. Thì anh em muốn độ chế để mà tăng cái khả năng truyền hình ảnh xa đó thì anh em sẽ tác động ở cái phần anten của cái bộ phát này ha anh em. Rồi đây là cái phần dưới còn cái phần thân trên của nó nè. Phần thân trên nó hơi lằn nhằn ha. Đây là phần thân trên của em nó nè anh em. Đó, đây là phần thân trên sau khi mình tháo bung ha. Đây là cái bộ phận gọi là ESC đó, chính là bộ điều tốc cho bốn cái ca cá, bốn cái cánh quạt đó anh em. Đó, khi mà nó hư hỏng á, nó bị cháy, bị chạm chập này nọ rồi đó thì rất có thể là nó sẽ bị hư cái bộ này ha anh em. Bộ này thì có lẽ có thể là mình nghĩ là có thể có để thay thế đó anh em. Đó, đây là chính là cái bộ phận điều khiển bốn cái bốn cái quạt ha. Rồi bên dưới của nó chính là cái mạch điều khiển trung tâm ha. Bên dưới này nè là mạch điều khiển trung tâm. Thì từ cái mạch điều khiển trung tâm nó sẽ điều khiển hết tất cả mọi thứ của cái con flycam ha. Bao gồm ở đây nè, ở trong cái học này nè, nó sẽ có mô đun là GPS và la bàn nằm trong này ha. Đó, nó nằm ở trong cái học này nha anh em. Rồi ở đây anh em thấy có cái cây tên nè, đây chính là cái anten điều khiển với kết nối với cái cái tay cầm ha anh em. Đây anten điều khiển kết nối với tay cầm ha. Thì anh em muốn mà tăng cái độ nhạy, độ bắt sóng xa của tay cầm hay như thế nào đó thì anh em sẽ tác động vào cái tác động vào cái anten này ha. Đó thì muốn tác động vào anten này thì buộc anh em phải tháo hết cái phần này nè. Thì nó mới có thấy được cái chỗ mà cái điểm mà kết nối ha. Cũng hơi khó nên mình không có tháo ha. Mình cũng sợ cho nên mình không tháo. Rồi thì phần trên này thật ra này cũng chả còn gì nữa anh em Ở đây là anh em thấy cái cọng dây to này nè Đó là dây cấp nguồn từ pin ra đó anh em Nó. Nó chỉ có đơn giản chỉ có như vậy thôi Có một vài bộ phận thôi Tất cả đều kết nối nhau bằng dây tín hiệu cắm đầu bớt này nọ ha Cũng đơn giản anh em Thì đó Quan trọng là chúng ta cần gì Chúng ta cần kết nối um, sống với tay cầm mà mạnh lắm Thì chúng ta sẽ tác động vào anten này Chúng ta mà muốn tác động với cái um, hình truyền hình ảnh á Thì ta tác động với cái mặt kia cái mạch uh, phát wifi hình ảnh nè. Đó, và cái đây là dây anten hình ảnh nè. Nối với chân 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 với cái càng trước nè anh em. nó anh em nhìn nè. Đó anh em thấy không? Dây anten của nó nè. Đó đây chính là dây anten phát sóng hình ảnh nha anh em. Đi vô chung với cái càng nè. nó đi vô chung với cái càng nha anh em. Đó thì đó, đây là hai cái chỗ đó, đầu dây cắm nè. Đó. Thì khi mà anh em muốn uh, muốn modding nó uh, chỉnh sửa đó, để nó tăng cái cái sức mạnh hay là tăng khả năng thu phát gì đó thì anh em sẽ tác động vào những cái phần đó ha chúng ta phải biết được cái cấu tạo bên trong của nó Ờ à, tiện thể luôn là mình nói là cái phần mà hay còn gọi là quảng cáo đó, nhà sản xuất quảng cáo đó, là phần cảm biến bụng cảm biến gì nè chỗ này nè chỗ con mắt này nè nó không phải là cảm biến đâu anh em nó là chỉ là đồ giả thôi cái lỗ để nhìn thôi chứ không phải là cảm biến gì trên đâu nha anh em ở trên nó chính là <laughs> trên nó chính là cái mạch wifi nè che này thấy không? xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng đó. chứ nó chả phải cảm biến gì nha nó không hề có một cái cảm biến gì hết nha nó chỉ có cảm biến gps và la bàn ngoài ra nó còn có cảm biến thêm nữa là con quay hồi chuyển ha con quay hồi chuyển thì nó nằm trên cái mặt này nè để nó cân bằng cân bằng cân bằng cái camera, cái con fly cam đó. đó. thì hệ thống cảm biến của nó cũng chỉ có vậy thôi rồi hệ thống anten kết nối của nó đây đó thì anh em cứ cần cái gì thì anh em sẽ tác động vào cái đó ha rồi đơn giản vậy thôi nó không có gì phức tạp đâu anh em rồi chúc anh em thành công ha. Khi mà độ chế và tìm hiểu về con Flycam SCRC F11 4K nha. Rồi ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt. Đừng quên subscribe nhé.